nhất định phải thận độc. Thận độc nghĩa là khi chỉ có một mình phải đặc biệt cẩn thận chú ý. Đừng nghĩ rằng một mình bạn thì có thể làm sằng làm bậy. Đừng quên rằng xung quanh bạn còn có môi trường gia đình, môi trường xã hội, môi trường tự nhiên. Mọi thứ đều đang nhìn xem bạn, lắng nghe bạn. Mọi tư tưởng, mọi hành vi của bạn sẽ phá hoại những môi trường này. Đây gọi là thần độc được nhắc đến trong kinh điển. Phân tích sâu hơn càng thấy đáng tiếc hơn, vì có người ngày nay hoàn toàn không hiểu những điều này. Sức mạnh của tâm con người chẳng những không ngừng ảnh hưởng đến bản thân mình, mà còn không ngừng thay đổi thế giới xung quanh.